Hôm nay con đi săn được nhiều thú lắm mẹ ơi. À, mắc cỡ, người ta không có giật mình á. Em không chịu đâu, em không biết đâu. Thôi, để lần sau anh giật mình 2-3 lần bắt đền cho em nha. Ờ, mẹ đâu rồi em? Mẹ thì xuống sâm dưới á, biết người ta đợi anh bao lâu rồi không? Vậy mà người ta hụ không chịu giật mình gì hết trơn à. Em không biết đâu. Thôi mà, con chim xanh của anh ơi, ai sai? Hãy nhìn tia nắng sáng xuyên qua hồng, còn đọng giọt sương đêm. Ai sai? Tên em nghe mơ màng như khối chiều bạc làng, nghe tiếng chim ngoài hiên kêu. Ý chết! Gì đó em? Trời đất ơi, quan quân đến đông lắm. Đúng rồi, phải rồi. Ồ, đúng là thái tử đây rồi. Xin mời ngài lấy ngựa hồi cung nội. Hả? Ông mày ai? Thái tử nào? Gì đâu? Thưa thái tử, trong khi thái tử du ngoạn khắp bốn phương trời, vui gió núi mây ngàn, nên không hay tai biến ở cung. Tôi nào biết chuyện tai biến hoàng cung để làm gì? Ngay đã lầm, đây không phải là thái tử. Anh Ali Khan sân trường tài ác già sơn, làm nghề săn thú từ bấy lâu nay. Vậy mà ông nhìn tôi là thái tử, thật tôi mắc tức cười. Hoàng thượng đã ban hạ, cả triều thần đã trông chờ thái tử. Xin mời ngài lên ngựa, bằng không hạ tướng đành cam thất lễ. Cảnh giới, mời thái tử lên yên. Ali Khan, Ali Khan, trời ơi, người ta đã bắt Ali Khan đi là cướp của tôi một phần hơi thở. Ôi bùi chia tay sao chẳng một lời đưa tiền. Dòi trông theo tiếng ngựa phi xa, mà nghe đau thương quằn quại ước mối mê. Chúa xuống dân mi mắt sao nặng nặng lệ thuốc kèn. Trong sớm chiều từ gần vui lại trở thành xa cách. Nhịp ấn tình ai nỡ bẻ lìa đôi. Sao bông chọc xa xôi, cơn phong dù ấy đến về sa mạc. Cho cánh hồng non ru tàn sơ sát, mỏi mòn chờ ai nơi kinh thành sa mạc. Tiếng tấu kỳ áo nào, trong lời nghẹn ngào nức nở. Giai nhân xa lệ đẹp hơn trăng. Ông là ai, muốn tìm hoặc hỏi thăm ai? Ta là kẻ từ một tinh cầu xa lạ, vì một quyến rũ thiên liêng nên bị đài xuống làm giang hồ mòn chân phiêu lạc. Hơi thở của ta đã tìm gặp ở đây rồi. Trên cõi trời bạc xa từ hư vô, ta được đặt vào ngôi tối thượng. Một lĩnh truyền hàng vạn tiếng tung hô. Trong ví dụ bỗng chốc ta nghe buồn trống vắng bơ vơ, vì ta chỉ bắt gặp chung quanh toàn lời văn và. Nàng ấy cho ta xin dòng lệ buồn tinh khiết, để làm ngọn lửa lòng sưởi cho hồng má thơm môi. Nói vậy, ngài đây là thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn, đã ngự trị núi sông bạc xá này. Ngài là thái tử, có thật ngài là thái tử không? Ta nói gạt nàng để làm gì? Ta là thái tử Thi Sơn đây. Trời ơi, thái tử đi đâu để cho quan quân tìm không gặp? Rồi người ta bắt anh Ali Khan của tôi rồi. Tại sao họ lại làm như thế? Họ nói vì hoàng thượng đã băng hà nên họ mới. Trời, hoàng thượng đã băng hà? Nàng không nghe lầm chứ?
Dạ, có nghe cái đám quan quân hồi nãy nói như vậy chứ. Trời, trời ơi, phu dương ta đã bắn à, mà ta nào hay biết. Phu dương ơi, con trẻ thật vô cùng bất hiếu, thật công xưng với lòng phụ dương triều mến yêu. Tội bất hiếu đông mấy sông biển cho vừa đường mấy dài tên tan. Ta sai thủ sông hồ quên cha già ngày đời đêm mong, cho đến giờ dương phủ lắm chung ta không được kề cận bên mình, mà vuốt mắt người đi xuôi. Thì thái tử trở lại với cung vàng để thọ tháng và chịu lễ đăng quang, xin ban bố ân thư mà thả giùm Ali Khan. Ta sẽ giúp nàng tội nguyện, còn riêng ta sẽ nhận được đền ta. Vì khi lòng ta vừa nhận nhát gươm hồng và tim đang rỉ máu yêu đương. Dạ, thì em cảm ơn thái tử. Không số khiếp xui ta gặp được nàng, ta quyết định kế vị Dung Dương Thiên Dương và tấn phong nàng làm hoàng hậu. Thái tử, xin thái tử. Kìa, ba mẫu ơi, người ta đã bắt anh Ali Khan đi rồi. Trời, nó có tội gì mà tại sao người ta bắt nó? Nó là núm rùa. Quan quân bắt anh đem về triều để làm vua. Trời ơi, nó là thợ săn, bắt nó về đi làm. Ủa, còn vị quý khách đây là ai vậy cháu? Dạ, thưa lão bà, tôi là thợ săn vừa. Ủa, sao hồi nay ông nói ông là thái tử Phi Sơn? Hả? Sao? Ngài là thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn không phải không? Trời ơi con ơi, bây giờ mẹ mới thấy được mặt mũi của con. Buồn tay ba. Bà lão này có khùng không thưa cô nương? Ba mẫu, con xin ba mẫu hãy định tĩnh tinh thần. Không, ta không có điên khùng chi đâu, mà trái lại ta càng sáng suốt hơn bao giờ hết, nên mới nhận ra thái tử đây là con ruột yêu thương. Hơn 9 tháng trời mẹ ôm ấm cương, ngày mở mắt của con thơ thì đến mệt kia lìa đuôi. Gặp mặt con như gặp mặt cứu trùng, mẹ nguyện cầu cho mẹ con được một lần tương hồi. Thì vô thác mẹ con nắc tan, mẹ cũng cam đành. Bà già đừng đóng trò bắt khó, khi thấy kẻ cao sang bác vàng cần bao nhiêu nói rõ đi, ta sẽ giúp cho. Đừng nhận ta là con mà ta chẳng dung tình. Ôi đường mất nào ướp lòi thôn phố vàng con trẻ, vẫn trọn vui khi đối diện với con mình. Ba mẫu, thái tử đây là con của ba mẫu thật sao? Còn anh Ali Khan là gì của ba mẫu?
Ali Khan nó cũng là con. Con đành đón không nhìn mẹ sao con? Có lẽ lão bà đẩy mắt con nên sanh ra cuồng tâm loạn trí, nghĩ cũng đáng thương. Được, đến triều nội ta sẽ ra lệnh trả con lão về đây tức khắc. Ai xa xin tạm biệt. Con ba mau, ba mau.